Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 6 tháng 9 và nhận định thị trường ngày 7 tháng 9 năm 2021. Và hôm nay tiếp tục là một phiên mua vào trên thị trường ấy nhé, đối với VN-Index và VN30 đều tăng điểm với khối lượng có sự tăng. Thị trường vẫn trong một cái xu hướng hồi phục đi lên nhé. Thì hôm nay thì có khá là nhiều các cái dòng cổ phiếu và các cổ phiếu bùng nổ trong phiên ngày hôm nay. Một số những cái dòng cũng khá là mạnh như là thép, hôm nay bùng nổ khá là nhiều. Sau cùng với đó là hóa chất, vận tải, khai khoáng và một số dòng khác, và cũng như mình có đề cập đến trong các cái nội dung tổng hợp ở các cái phiên trước như bất động sản này, hoặc là vận tải biển, khai thác khoáng sản khá là nhiều. Thì hôm nay sẽ cùng anh chị phân tích một số cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ nhé. Nam Long là bên A, Hoa Sen là tên là cổ phiếu bùng nổ. Ngoài ra mình sẽ phân tích một chút về các cổ phiếu dòng A và dòng banh. Tại sao hôm nay mình phân tích dòng banh? Dòng banh hiện nay thì vẫn là một cái dòng yếu yếu nhất trên thị trường anh chị nhé, đó là cái dòng yếu nhất. Nhưng mình sẽ phân tích cái dòng banh để thấy là cái cơ hội, rủi ro và trong cái giai đoạn sắp tới ra sao đối với dòng banh, đối với dòng ngân hàng anh chị nhé. Thì đầu tiên là về cái góc độ về cái cách phân tích á, thì như mình thường nói thì bao giờ mình sẽ phân tích về thị trường này, nên dùng các cái chỉ số index để nhận định cái xu hướng thị trường, dùng các cái dòng đánh giá các cái dòng cổ phiếu mạnh và các cái cổ phiếu mạnh để phản biện lại cho cái quan điểm về thị trường đó, và mình sẽ nhìn thị trường theo đúng những thứ diễn ra so với nó. Tất nhiên mình sẽ đánh giá các cái rủi ro về các cái mức gọi là kháng cự phía trên để chúng ta có cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp, tránh cái việc FOMO và mua đuổi bắt các cổ phiếu. Tuy nhiên là mình sẽ ghi nhận thị trường dưới các góc độ rất là thực tế từ những cái diễn ra, chứ mình sẽ không thiên về góc độ phán đoán anh chị nhé. Thì trong cái như phân tích hàng ngày á, thì mình đều sẽ có cái file Excel tặng lại cho các anh chị, thì anh chị có thể scan download ở cái mã QR ở bên tay trái của màn hình á, hoặc là join vào phía dưới anh chị nhé. Thì thị trường trong cái nội dung ngày hôm nay á, trước khi đi vào chi tiết thì mình cũng chia sẻ với các anh chị là hiện nay mình đang làm được website. Thì rất nhiều anh chị thì muốn xem các cái video về thông tin, tuy nhiên là một số anh chị thì có vẻ là bận rộn hơn. Mình sẽ làm cái website để chia sẻ có một số các nội dung này, thì anh chị có thể tham khảo qua. Mình đang làm dở đâu, chia sẻ với các anh chị về cấu trúc của nó, nhất là về có kiến thức này, ví dụ các cái cách tiếp cận này, về đầu tư chứng khoán cash limit này, làm chủ thị trường này. Đấy, các cái đường link video sang YouTube này sẽ có hai cái khóa học, thứ một là cái khóa học cơ bản và thứ hai là có một cái khóa học chuyên sâu. Khóa học cơ bản này thì mình sẽ tổ chức ít hơn, số lượng đông hơn, như là một năm sẽ tổ chức khoảng 3 lần thôi, dự kiến sắp tới là tháng 11. Khóa chuyên sâu thì thường xuyên hơn. Đấy, thì sẽ có các cái bản tin nhận định ở đây này. Thì đây là mình đang làm dở nhé. Ví dụ ngày mùng 7 đang làm dở. Làm dở. Thì nó sẽ có những cái nhận định về thị trường này, về các cái chiến lược này, các cái dòng cổ phiếu mạnh này. Đấy. Đánh giá các cái cổ phiếu bùng nổ này, các cổ phiếu mạnh nhất này, các cổ phiếu bùng nổ này, và các cổ phiếu cho điểm mua thì đang làm dở nhé. Ngoài ra thì có các cái đường link về bản tin những thứ đấy, anh chị có thể xem nó chi tiết trực quan hơn đấy, thì anh chị có thể tham khảo. Mình sẽ cố gắng cung cấp các cái tài liệu đây cho anh chị một cách trực quan nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, tiết kiệm thời gian của mọi người. Đầu tiên là mọi người sẽ cố gắng làm sao mọi người sẽ nắm được cái phương pháp đầu tư một cách nhanh nhất thông qua các cái bài học. Cái bài học thì mình đang làm dở. Có cái khóa học thì anh chị có thể tham khảo các cái nội dung liên quan đến cái khóa học chuyên sâu ở đây nhé, có cái thông tin đây này. Đấy, thì các cái mục đích của khóa học, các cái nội dung khóa học mình nghe nó rất là đặc biệt đấy. Anh chị có thể thấy có nhiều khóa học trên thị trường nhưng mà sẽ không có khóa học nào mà nó sẽ là logic trực quan và đi sâu giải quyết các cái vấn đề, đặt ra các cái vấn đề và giải quyết các cái vấn đề theo cái hướng gọi là logic, lượng hóa, đo lường, và hoàn toàn anh chị có thể kiểm soát được, loại bỏ các cái cảm xúc. Thì anh chị có thể tham khảo ở đây. Thì đối với thị trường ngày hôm nay nhé, thì mình cũng đang làm phân tích dở, tại vì website đang nhờ làm nhá. Thì hôm nay điểm số là hai cái chỉ số index là đều tăng điểm. VN-Index là 0,19, VN30 là 1%, thì khối lượng của sự gia tăng hai sàn mua vào nhé. VN-Index thì đây là vượt MA20 rồi, đây là cái tín hiệu mạnh nhé, khối lượng gia tăng cả hai sàn. VN30 thì vượt MA10, thì thị trường cũng trong cái xu hướng hồi phục khá là tốt đây chị nhé. Tất nhiên là sẽ có cái vùng kháng cự phía trên, thì chúng ta cũng cẩn thận cái hiện tượng chốt lời. Thì cái cách đầu tư của chiến thuật đầu tư của chúng ta là sẽ vẫn nắm giữ các cổ phiếu, nhưng chúng ta không cần phải chốt lời gì cả, không cần phải bán nhé, không cần phải đánh T3 T4 đâu,
anh chị mua được các cổ phiếu tốt, các cái dòng cổ phiếu tốt thì anh chị phải nắm giữ nhé. Tuy nhiên là cái việc FOMO đuổi bắt cổ phiếu hạn chế thì chúng ta hạn chế, nên ưu tiên là cái chiến lược là mua các cổ phiếu tích lũy kiệt khối lượng hơn là các cổ phiếu bùng nổ nhé. Đó là cái chiến lược thì anh chị có thể nhìn qua lại một chút về VN-Index này. Đấy thì các anh chị thấy là đối với quan điểm của Thông Chứng Khoán chia sẻ với các anh chị là chúng ta sẽ xác định cái ngày 24/8 là một cái đỉnh ngắn hạn và đây là một cái giai đoạn sideways đúng không? Sau đến cái phiên này này, Thông Chứng Khoán chia sẻ với các anh chị rồi cái chiến lược, các anh chị có thể xem lại các cái clip cũ vì đều có cái chiến lược ở đây tập trung vào các cái dòng cổ phiếu mạnh và ưu tiên mua các cổ phiếu kiệt khối lượng. Ví dụ như là hôm trước có chia sẻ với Khang Điền này đúng không, một số cổ phiếu này ví dụ là anh chị có thể xem trong cái phái sale á, hàng ngày đều có rất là rõ nha, có các cổ phiếu kiệt khối lượng này anh chị có thể xem được ở các cái hôm trước thì đều nhìn thấy hết nha. Thì VN30 thấy nó đang là một cái xu hướng lên, tất nhiên nó sẽ có vùng kháng cự ở phía trên này, kháng cự khá dày nhé. Thì ở đây kháng cự ở đây thì mình biết là mình cẩn thận thôi chứ không phải là thấy kháng cự ở đây là chúng ta sợ hãi. Rất nhiều anh chị thấy những phiên mua vào như này này rất là sợ hãi, không dám mua hoặc là chốt lời. Nhưng vì lệnh thế nó có kháng cự nhưng không sao cả, chúng ta có những cái vị thế tốt, chúng ta có những cái điểm vào mua hợp lý thì chúng ta nắm giữ đó, không vấn đề gì anh chị nhé. Nói chung thị trường thì vẫn là thị trường nói chung là vẫn là an toàn nhé, nắm giữ các dòng cổ phiếu mạnh. Thì dòng cổ phiếu nào là mạnh hiện nay đúng không, các cái nội dung số 2 mình có nói với anh chị ấy, là sẽ đi phân tích dòng nào là dòng mạnh số 2, dòng cổ phiếu mạnh trong mục số 2 ấy. Thì ở đây thì các anh chị có thể nhìn trong file Excel này, hiện nay đối với VN Index là tăng 3,7% kể từ ngày đáy gần nhất là 24 này, nhưng 30 là 1,6%. Thì anh cứ tìm chị tìm những cái dòng nào mà tăng 4% trở lên thì là mạnh đúng không. Đây thì bây giờ mình sẽ nhiều dòng lắm nhưng mình sẽ chọn đây này, có những dòng tăng 40%, 25%, 17% này, không phải hôm nay mới tăng đâu anh chị nhé, nó tăng được rất lâu rồi và chúng ta đều phát hiện ra rồi nhé. Ví dụ dịch vụ đầu tư này, dược phẩm này, hóa chất cơ bản này, hóa chất là tăng 15% này, khai thác than này 40% này, dòng rất là mạnh đúng không. Nông sản thủy sản này cũng 14% này, thép là dòng mạnh nhá, thép bắt đầu điều là dòng mạnh hôm nay bắt đầu bùng nổ rất là nhiều anh chị nhé. Đấy thì vận tải biển này đó, thì đây là các dòng mạnh. Đấy là mình lọc một số cổ phiếu ấy thôi, anh chị có thể lọc những cổ phiếu lớn hơn 4 nhé. Thì nó khá là nhiều, cái bất động sản này nó tăng 11% rồi, thế thì dòng mạnh. Thì trong đợt tới trong cái đô thị này này thì mình cũng sẽ cố gắng nhìn đây cho các anh chị nhìn thấy các cái dòng mạnh này trực quan hơn. Cái gốc ở đây này chính là cái ngày 24/8 này, xong các anh chị thấy xuống lên thì các anh nhìn thấy có thể nhìn thấy cái độ dốc nhé, nhìn cái độ dốc đi lên này nhé. Thì là ví dụ có thể thấy dòng khai khoáng này, vận tải biển này, thủy sản này, thép này, đấy, máy công nghiệp dịch vụ vận tải xây dựng này, bán lẻ này, giờ đi lên này, xong rồi đầu VN Index tận phía dưới này, nhóm banh này này là cái nhóm ở dưới đáy này, cái chị thấp nhất luôn, dòng banh là dòng yếu nhất nhé, dòng banh là dòng yếu nhất, thì mình lát cũng sẽ chia sẻ với chị về dòng banh nhé. Thì đấy là cái nội dung bản tin nó sẽ có như vậy và sẽ phân tích các cổ phiếu bùng nổ. Tất nhiên cái này chưa xong đang làm dở thì mình, ở trong này thì các anh chị hôm nay thấy rất nhiều cổ phiếu bùng nổ nhé, các anh chị có thể xem ở đây. Cổ phiếu kim cương, cổ phiếu bùng nổ nhé, thì các anh chị lướt qua một chút cổ phiếu bùng nổ để nhìn thấy các cái dòng mạnh nó đang ra làm sao. Đây cổ phiếu bùng nổ đây, bùng nổ này cũng khá là nhiều dòng nhé, gồm bất động sản này, chứng khoán, một số cổ phiếu này, dịch vụ vận tải tiếp tục chạy nhá đúng không, hóa chất này, khai thác than này, đấy, thủy sản này, thép này, hôm nay thép khá là ổn nhá, thép này mở rộng khá là tốt, vận tải biển xây lắp đó. Thì này những cái dòng mà mạnh hơn thị trường mà bùng nổ chứng tỏ dòng tiền đang quay vào anh chị nhé, thì rất là đẹp nhé. Thì mình cũng chia sẻ với chị một chút về các cái cổ phiếu kim cương á, là các cái cổ phiếu mà mình hay nói nhiều nhất. À, cái file Excel này nhé mình sẽ tặng cho các anh chị ở trong cái group Zalo nhé, thì anh chị có thể vào đấy các anh chị lấy. Thì ở đây thì mình cũng cố gắng bản tin là trong vòng 20 phút thôi để cho anh chị nhìn thấy được là cái nhận định, cái quan điểm của mình về thị trường ra làm sao, các cổ phiếu mạnh ra sao, cổ phiếu kim cương thế nào, xuống tiếp theo ra sao đúng không. Đấy xong rồi mình sẽ review về các cái danh mục một số cổ phiếu anh chị quan tâm nhé. Thì cổ phiếu kim cương đây chị ơi thấy này là những cái cổ phiếu mà mạnh nhất này, mua vào mạnh này, đấy xuống lên kênh trên nhé, mọi thứ đang gia tăng này, VNTC6 này, đấy nhóm ngành khai thác than đúng không, đấy rất là mạnh nha. Tất nhiên là cổ phiếu này nắm giữ thì được nhưng không không phải là điểm mua nhé, anh chị chỉ nắm giữ cổ phiếu thôi, nó đang xuống lên rất là do này, thép này, còn TLH này, VTO này, đấy, TVN này,
TCO này, về dừng vận tải rất là nhiều luôn, CTI này, RV này, MRFCN này, AT này, rất là nhiều nhé. Những cái cổ phiếu mạnh như thế này là những cổ phiếu rất là khỏe đấy nhé. Anh chị nắm giữ những cổ phiếu này rất là ổn đó. Vận viền PVT thứ này, NS này, PVT này, đó thì rất là nhiều nhé. Thì mình rất qua đây để anh chị biết là số lượng cổ phiếu kim cương rất nhiều nhé, rất nhiều Vina này nhé. Thì là nó thị trường là cứ quan điểm là vẫn xuống lên nhé, vẫn ok, cổ phiếu đẹp nhất, dòng đẹp nhất thì nó sẽ lên tiếp nhé. Thì đó là nội dung thứ nhất. Về thứ hai là liên quan đến đánh giá các cổ phiếu theo ngành nghề ấy, là cái mà anh chị quan tâm, thì mình sẽ review cũng không hết được, nhưng sẽ cố gắng review một số nhóm ngành nghề để các anh chị có thể thấy. Mình sẽ chọn xem theo ngành trước nhé, chọn theo những các cổ phiếu mạnh nhé, các cổ phiếu phía trên nhé, tăng giá tốt nhé. Đấy thì dòng bán lẻ tổng hợp này, các anh chị thấy là có pet này đẹp này nhé, ok và nắm giữ không, không vấn đề gì đâu, vẫn ok nhé, xuống thế lên. Đấy, FPT nhé, FPT thì hôm nay là một cái uptrend rất là thấp, không sao cả, vẫn lên được, không hiểu gì nhé. Các anh chị nhìn thấy có cái mũi tên trên này đúng không? Bởi vì không, vì sao? Bởi vì hôm nay thị trường chung nó vượt MA20 cho nên nó cũng mũi tên đây. Đấy, GW này, nay là bùng nổ nhé. Nó có một cái nền ngắn ở đây này. Đấy, thì nó là một cái bùng nổ thôi, không vấn đề gì. Nếu anh chị máu mua thì hôm qua nó là cái điểm mua test này, hôm qua là cái điểm mua test này đúng không, hôm qua là điểm mua test, hôm trước, hôm tuần trước là điểm mua test. Di động này thì đang ở trong cái vùng tích lũy nhá, chưa 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 đủ thông tin nhé, nhưng cơ bản là nó vẫn đang an toàn anh chị nhé, nắm giữ được ok. Bất động sản thì nhiều cổ phiếu mạnh này, ví như BI này, với anh hôm trước chia sẻ đúng không, trong cái nhóm chia sẻ thì thấy đang có lợi nhuận rất là lớn đối với cổ phiếu này rồi, thì các anh chị vẫn như này là đang chạy nước rút nhé, có thể gọi là chạy nước rút, và chạy nước rút thì theo dõi nhé, các anh chị không mua đuổi nữa, theo dõi thôi, chốt lời. HM này thì đây, các anh chị nhìn đây, đây là một cái vùng sideways của nó này đúng không, đây là các cái điểm vùng đồ này, như này nó vẫn tạo thành một cái xu thế lên thôi, ok nhé. Để gì đấy, CCL lại thế này, xuống đến đây. Tích lại thế này, xuống đến lên nhé. Đây, biết ngay thế nhé, không vấn đề gì, vẫn xuống đến lên nhé. Hôm nay là một uptrend. Thì anh chị nên theo dõi, ví dụ nếu ngày mai có một phiên bán ra mạnh thì chúng ta sẽ chạy. Còn nếu không có thì không vấn đề gì đâu nhé. Đấy, CDC lại thế này. Với cổ phiếu này là uptrend này thì chúng ta theo dõi cẩn trọng hơn nhé. Theo này thì là cổ phiếu dưới nhé, bùng nổ phía dưới thôi, hồi phục. Cổ phiếu này nó sẽ có những cái mức kháng cự ở đây này. Đấy, thì những cái cổ phiếu như thế này thì nó vẫn có thể lên được nhé, nhưng mà có thể nó sẽ tích lũy thêm ở phía trên. Vì thứ hai là mua thì chúng ta kỳ vọng ở đây lợi nhuận thì cũng không cao, nên mua những cổ phiếu kênh trên á. KVC thì hai phiên bán ra nhé, phiên này trung lập này, phiên này bán ra áp rớt, nó cũng chưa vấn đề gì đâu, chưa vấn đề gì, ta có thể nó sẽ tích lũy thêm như nhé, vì sau khi mà đây là cái vùng đỉnh cũ của nó này, đây nó sẽ tích lũy thêm ở đây nhé. DC, gì này các thứ vẫn xuống lên nhá. Đó. Nhà Từ Liêm lại thế này, chưa nên gì vẫn xuống lên này. DC xuống lên này. D2D xuống lên này. Đấy. Tích này thế này xuống lên này. Không nên gì nay bán ra, bình thường không nên gì. SCR lại thế nhá. SCR này điểm mua nhá. Để mua không nổi. 55 thế nhá. Ok nhé. HDC thế nhé, xuống lên thôi. Nhìn nằm giữ ok, không đề gì. Đấy, VC3 này thì khối lượng thì nó giống như kiểu củ bao cung á. Tuy nhiên nó vẫn lên được. Mấy cổ phiếu này xấu hơn thì mình bỏ qua. Mình thường mình hay phân tích các cổ phiếu đẹp thôi. Về phần cứng này, CMG xuống lên này.
Ethereum này thì đây nhá, đây là cái vùng sideways của nó nhá, Việt Vôn nhá, vẫn ok nhá, không vấn đề gì, nhưng mà những cổ phiếu này thì chưa nên mua vội nên chờ. Đấy, FPT này bùng nổ khối lượng thấp này. FPT nhé, lúc đầu chúng ta thấy là nó giống như là phân phối đúng không? Sau những cái đợt rút bỏ, sau đó khối lượng nó kiệt ra cân bằng lại thì mới có cái lực mua vào thì nó bùng nổ thôi. Nhưng mà khối lượng hôm nay chưa cao. Mấy thứ hai nó còn kháng cự ở đây thì có thể nó sẽ tích lũy thêm anh chị nhé. Có thể nó sẽ chạy hoặc nó tích lũy thêm ở đây này. Để xong nó sẽ chạy nhé. Về cái các cái dòng về chứng khoán là nhiều người quan tâm đúng không? Chứng khoán thì nó đang tích lũy thêm nhé, APS này thì đang chạy này, cái này chạy này, APS này chạy này, VDS này chạy này, CTS này thì ok nhé, cái này thì đang quá mạnh, AS này thế này, HGR này, những cổ phiếu này là nó không phải là mấy cổ phiếu cạnh tranh trong ngành môi giới, mà nó chắc là các cái cổ phiếu mà liên quan đến các cái hoạt động về tự doanh của nó thôi. VS vẫn ổn nhé. Nhiên vẫn ổn nhé. Chứng khoán này thì vẫn an toàn nhé, vẫn an toàn nhé. FS thì có lượng lại thì tích lũy lại thôi. Không đề gì nhé, nó chạy được. Ok nhé, cái HCM thế. Có thể nó sẽ test lại một chút, sau đó nó bùng nổ nó mới lên được, khá là ổn đấy chị nhá. Dòng dịch vụ tải này thì đã ok rồi đúng không, các cổ phiếu HLH này nằm giữ thôi, lên thôi. Đấy, HLH này cho điểm mua ngày hôm qua hôm trước nhưng có phân tích kỳ rồi đúng không chị. Đấy, TCO lại thế này, lên thôi, không là gì. Đấy, SGP không vấn đề gì nhé, điều chỉnh nhẹ vẫn lên được, chúng ta lên này hết, xuống lên nhé, cổ phiếu phía dưới này xấu hơn nhé, GMD ok nhé, TCL, TCL nhé, ok nhé, chúng ta lên hết nhé, SKG lại lên này, VSC lại thế nhé, VSC tích lũy thêm nhé, Việt Vôn đây đấy, ngắn hạn của nó này. Ok nhé, lên. Các cổ phiếu đều rất đẹp. Hóa chất chuyên dụng thế nha, lát này đẹp này. DCM đẹp này. DPM đẹp này. Cái cổ phiếu nó rất đẹp nhé, các anh chị nhé, kể cả BFC nhé. BFC này này là một phiên bán ra có khối lượng nhưng mà chưa vấn đề gì nhé. Chúng ta cẩn thận hơn thôi. Nếu mà cẩn thận trong trường hợp là nó có thể nó phân phối đây này. Nhưng kịch bản này thì cũng khó xảy ra nhé, vẫn vẫn ok không vấn đề gì đó. Dòng khai thác than thì mấy cổ phiếu rất đẹp đúng không, các anh chị thấy này, CST này, TVD này, đấy, THT này, trên những cổ phiếu này khối lượng điều hành nó giao dịch nó hơi nhỏ thì mình không mua được nhiều, nhưng mà với lại đa phần là mở HX các thứ thôi, Mepcom nhưng mà đều cho lợi nhuận rất là tốt nha anh chị nhé. Nhóm ngân hàng khác là sao, nhóm thép nhé, nhóm thép thì leader của nó trong cái đợt này là của Việt Nam, đây là H này, chạy khá ổn này, các chị này chạy rất tốt nhé, không không phải điểm mua đâu, bây nắm giữ thôi nhé, đây là vượt nền này, đấy, Nam Kim này chạy nước rút luôn này, đấy, MC này thì chạy rất là mạnh này. Đấy, TVN này bùng nổ này, VGS này lên này, tích lũy lại mấy phiên này lên luôn này, đấy, TNS này thế này lên này. Các chị nắm giữ ok nhé, cổ phiếu này hôm nay là cổ phiếu muốn cho điểm mua đấy, hôm nay là cho điểm mua bùng nổ đấy nhé, nay điểm mua khá là ổn nhé, cổ phiếu thép này đều bùng nổ hết, Hòa Phát nhé, Hòa Phát này, Hòa Phát thì có nhiều người hô vào nó phân phối phân phiếc các thứ, nhưng mà thực ra chúng ta chưa đủ kết luận nhé, khi mà nó ở đây thì chúng ta chỉ biết là nó đang ở trong cái vùng sideways thôi, còn tích lũy phân phối thì phải chờ các cái hoạt động test phía sau mới biết được,
kể cả ở đây nó vẫn có thể phân phối rơi xuống như thế nhé, cho đến khi nào mà nó thoát ra khỏi vùng này nhé, thì chúng ta mới kết luận đấy nó là tích lũy nhé. Khi mà rơi đây chúng ta kết luận phân phối, nguyên nhân kết quả thì nó phải có kết quả nhé. Còn nhìn đây thì chúng ta thấy là nó vẫn đang sau những cái nhịp mà nó tín hiệu yếu thì bây giờ tín hiệu mạnh nó quay trở lại này. Đây là điểm test này, hôm qua bán ra thì khối lượng đâu thì thấy đúng không, hôm nay mua lại khối lượng đấy, nó là LOS đấy, điểm tốt. SHI này thì xấu hơn một chút nhé. Đó. Thì đa phần những cổ phiếu thép ở phía trên này thì chúng ta nắm giữ thôi, không nên mua đuổi nhé, xa quá rồi. Đây chỉ có Hoa Sen là có thể mua được. Lát mình sẽ nói với cổ phiếu mua để mua ngày hôm nay. Vận tải biển này thì có VIP rồi, các anh chị nắm giữ nhiều đúng không? Mấy anh chị trong group nắm giữ nhiều vận tải biển thì ok. Đấy, đều rất đẹp nhé. Lên này, lên này, các thứ đều rất đẹp. VTO thế này, VT rất đẹp, rất ổn. SWC rất đẹp nhé. Đây mình chia sẻ với các anh chị một chút về mấy cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua trong phiên. Hôm nay các anh chị thấy có mấy số cổ phiếu cho điểm mua là Nam Long này, BNA, Hoa Sen và TLG này. Thực ra nó sẽ có rất nhiều điểm mua nhé, nhưng mình đang nói về cái điểm mua là điểm mua theo Ken Slim ấy, điểm mua chuẩn nhé. Nam Long này đúng không, các anh chị thấy nhé. Ví dụ nhìn này, các anh chị thì thấy này, cổ phiếu này sau một nhịp chạy này, đây là có nhiều rũ này, tất nhiên là đây các anh chị lúc đầu các anh nhìn thấy đây, các anh chị có thể hold là phân phối đúng không, nhưng thực ra lực bán hết rồi, nó cân bằng lại kiệt khối lượng này. Đấy, test lại này đúng không, test lại thì hôm hôm phiên trước này nó chính là một điểm mua test, ok, nay là điểm mua gia tăng, điểm mua bùng nổ nhé, nay là điểm mua đấy, nay là điểm mua cho Ken Slim đấy, BNA nhé, BNA cũng thế nhé. Nha, đây là có một nền này. Đây là một cái nền ngắn hạn này. Thì nay là một điểm mua về nền anh chị nhé. Kiệt vô này. Đấy. Đây là các cái điểm kiệt vô này. Nha, đây là các cái điểm mua này. Nha, đây là mình chia sẻ với anh chị về góc độ phân tích, về mặt logic, cái cách tiếp cận các cái cách mua theo Kaslim mà viết đây nhá, để anh chị có thể kiểm chứng nhá. Đây là kiểm chứng sau này. Nha. Cái cổ phiếu gì nữa nhỉ, Hoa Sen và TLG đúng không, Hoa Sen đây, Hoa Sen là này để mua vật nền nhé anh chị nhé. Tất nhiên là các chị xem cái danh sách cái file Excel này của mình này, các chị xem các cổ phiếu kiệt dần này thì các chị có thể các tìm được các cái điểm mua này này nhé, có thể tìm ra các cái điểm như thế này nhé, có thể tìm được, nhưng mà cái điểm mua chuẩn hôm nay là điểm mua chuẩn bùng nổ nhé. Các cổ phiếu nào chạy được thì đều sẽ có một cái điểm bùng nổ, còn có điểm mua bùng nổ thì chưa chắc là thành công, nhưng mà các cổ phiếu thành công đều có điểm mua rồi, do vậy đây là một điểm mua chuẩn của Kesslin. Ok, đây là G, đây là G thế nhé, này là điểm mua, đây nền một, đây nền hai này nhé, các chị có thể mua cổ phiếu này được nhé, thì là bốn cổ phiếu này cho cái điểm mua vậy nhé. Ngoài ra mình phân tích cái dòng banh, thực ra phân tích dòng banh ở đây để cho mọi người hiểu câu chuyện là như nào, chứ là thực ra đối với dòng banh này, mình đang cảm nhận nhé, mình đang cảm nhận thị trường trước một, có thể là xem một khi mà, bởi vì bây giờ các anh chị thấy này, VN30 á nó đang không đẹp bằng VN Index nhé. Đây các anh chị nhìn cái đồ thị này, đúng không? Các cổ phiếu banh á là tít hút dưới này này, trong đó là VN30 này, đây VN30 nó bị đè vào cái này, VN30 dưới này, thì cái dòng VN30 nó có cái sức công phá rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến VN Index. Do vậy nếu VN30 mà rơi á, hôm trước có một phần phân tích với chị các cổ phiếu VN30 rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cổ phiếu trên VN Index, và trong VN30 thì các cổ phiếu ngân hàng khá là nhiều nhé. Thì đây mình sẽ phân tích cho anh chị một số cổ phiếu ngân hàng để các anh chị thấy. Ví dụ mấy cổ phiếu EVF này nó bé thì tính, nhưng mà những cổ phiếu ví dụ thuộc VN30 thì ví dụ như Vietcombank này nhé. Thì đây là một cái nhịp rơi này, các chị thấy nhé, đây là một cái giai đoạn này mà nó gọi là sideways nhé. Thì các anh chị thấy là khi nó như này thì nó sẽ có hai kịch bản ra, một là nó tích lũy và đi lên hồi phục, và thứ hai là phân phối dơ đúng không. Thì các anh chị thấy hiện nay khối lượng nó rất là kiệt rồi. Khối lượng kiệt ở đây thì nói lên điều gì, tức là chúng ta thấy các cổ phiếu ngân hàng nó đang lặng câm, giống như là chúng ta hỏi nó nhưng nó không nói cho chúng ta điều gì biết. Thì bây giờ nếu mà để mà nó giai đoạn tiếp theo của cổ phiếu ngân hàng á,
nó sẽ có hai kịch bản nhé. Một là nó sẽ rơi xuống, rơi là thẳng cửa rơi chết luôn đấy nhé, như thế thì chịu. Hoặc là thứ hai là nó check out, rũ xuống bật lên. Khi mà rũ xuống bật lên check out xong thì hoàn toàn chúng ta có thể mua được anh chị nhé, chúng ta có thể mua thăm dò được, bởi vì đập mà không chết thì chứng tỏ nó sẽ hồi được đấy. Thì check out vừa lên thì chúng ta tham gia được, hoặc là bên nó phải bùng nổ vượt lên chúng ta quan tâm được nhé. Thì dòng banh này nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường tương đối nhiều, vì nó sẽ nếu nó mạnh nó đẩy lên thì thị trường sẽ có một cái sóng rất lớn trong thời gian tới, cùng lại banh chứng thép lại chạy rất mạnh trong thời gian sắp tới nếu nó vừa hồi lại được, còn nếu không có nó chết thì cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường đấy. Như vậy là mình cảm nhận nó sẽ có những có thể cơn sóng lớn phía trước, có thể là rơi hoặc là đau rất là mạnh. Do vậy chúng ta sẽ có những cái sự quan sát tương đối cẩn thận, nhưng mà hiện nay thì nên ưu tiên các cái dòng mạnh thôi, các cái dòng mà chia sẻ với các anh chị này này nhé, cái dòng phía trên này này, khai khoáng và tài biển thủy sản và thứ này nên nắm giữ của việc đấy nhé. Còn ngân hàng này thì nên theo dõi thêm, có thể nó sẽ là cơ hội nếu nó có check out, có những cái điểm rũ bỏ mua lại nhé. Đây là vì đấy thôi, cả các anh chị thấy này là bê thế này, nó cứ loanh quanh như này, khối lượng kiệt rồi mà kiệt khô rồi gì có gì đâu đúng không, anh chị thấy này MSB thì thế này đúng không, khối lượng kiệt thế này nhé. Mình mà nhận định ngân hàng là phân phối là mình nhận định một cách gọi là vội vàng nhé, nhưng mà nhận định tích lũy thì cũng là cách nhận định vội vàng nhé. Thì bây giờ khi rút bỏ này bắt đầu cân bằng kéo lên này nhé, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể rơi, chúng ta phải chờ kịch bản tiếp theo. Một là nó sẽ check out rút bỏ ở đây thì tốt, và không có nó bùng nổ lên thì chúng ta bắt đầu mới theo dõi tiếp được nhé. Thì ngân hàng này cũng vẫn có cơ hội nhé, nó cũng có cơ hội đấy chứ không phải là toàn rủi ro đâu nhé. Các anh chị đều thấy nó đều có những cái đáy ngắn hạn rồi và kiệt vô rồi, đa phần là thế. TGB này, STB cũng thế nhá, rất là các anh chị thấy đúng không, gần như kiệt vô vô luôn đúng không. Đây có những cái đáy ngắn hạn này, các cái điểm test là gì khối lượng đâu nhé. Ví dụ một số anh chị bảo mua những cổ phiếu này là theo kiểu bắt đáy ấy, đúng không, mua ở vùng hỗ trợ này, ok mua chợ này nhưng phải bán, nếu thủng phải bán ngay nhé. Nếu anh chị có thể tham gia ở đây nhé, mua ở vùng này và bán ở vùng này đấy, nhưng mà chúng ta thận trọng cái này nhé. Nhưng mà dòng trong ngân hàng này là nó cũng sẽ có cho những cơ hội, bởi vì đa phần khối lượng rất là kiệt rồi chị nhé, bán ra nhưng được bán rất kiệt rồi đó. Thì đó là cái cách chia sẻ của mình với cổ phiếu ngân hàng, là hiện nay cũng không thể kết luận nó là phân phối được đâu nhé, nó vẫn có cơ hội đấy nếu mà sau khi nó rút vào để lên Việt thế này. Các chị thấy khối lượng này rút này đúng không, đây tiếp tục mà rút vào mà không chết thì sẽ lên nhé. Thì đó là nhận định của mình. Ok, thì đó là các cái nội dung mình chia sẻ với các anh chị. Thì các anh chị có thể các cái nội dung của Thao Chứng Khoán á, thì cơ bản nó là các cái nội dung mà chia sẻ rất là chặt chẽ và logic, nó rất là khoa học theo các cái nền tảng của Ken Sling vừa viết đây nha. Thì nó rất là các anh chị có thể nghiên cứu và có thể đo lường được các kết quả về sau nhé. Thì mình hy vọng là các anh chị chia sẻ thì phần nào cũng giúp ích cho anh chị trong cái việc đầu tư của mình. Ok, thì các anh chị mà thấy video hữu ích thì like video và chia sẻ cho những người cùng quan tâm. Ok, cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công.